Thật ra tôi cũng hiểu được tâm tư của huynh thôi. Vậy sao? Đương nhiên rồi, đó cũng cùng một đạo lý với việc chữa bệnh của huynh thôi mà. Còn gọi là tìm đúng bệnh căn, điều trị đúng cách. Thế nào, tôi nói không đúng à? Cô nói rất đúng, nhưng không giống cô nói lắm. Huynh thật là thông minh. Nói thật với huynh, là Phong Hậu nói cho tôi biết đó. Tối nay chỉ có Phong Hậu mới đoán được tôi đang nghĩ gì. Thần Nông, tôi thấy những người giống huynh và Phong Hậu đều là những người phàm đặc biệt thông minh. Người phàm thông minh thì rất nhiều. Đương nhiên, những vị thần tiên tự cho là thông minh cũng không ít. Hay lắm, lại nói móc tôi nữa à? Nói đùa thôi, đùa thôi. Ông xem, những người đó là ai? Người ở dưới là ai? Diêm Đế mà anh hùng khắp thiên hạ đến đây, sao có thể thiếu ta được? Giọng nói này rất quen. Ông ta gọi Thần Nông là Diêm Đế. Còn đợi gì nữa, mau mở cửa ra. Rốt cuộc người là ai? Hình Thiên, này ta sẽ khiến các người chết không có đất chôn thay. Đi bảo vệ người trong thành đi, để tôi. Đừng sợ, đừng sợ. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi, đừng có sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Quý đừng sợ, đừng sợ. Làm sao đây? Tính làm sao đây? Tới ngay, đừng sợ. Đuổi theo. Đừng để chúng vào trong.
Bảo vệ thủ lĩnh. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ Hình Thiên. Ta chính là Hình Thiên. Ngươi bảo vệ hoàng đế rời khỏi đây. Dạ. Mau đưa thủ lĩnh rời khỏi đây. Thủ lĩnh, đi thôi. Hình Thiên, muốn đi thì cùng đi. Mặc kệ ta, Hình Thiên. Muốn đi thì cùng đi. Các ngươi được thủ lĩnh đi trước đi. Ma đi rồi. Ra ngoài thôi. Đi hết rồi. Đi rồi. Đi hết thật sao? Ra ngoài thôi. Ra ngoài thôi. Ma đi rồi. Tạ trời tạ đất. Đi hết thật rồi. Đại tạ tráng sĩ. Đa tạ các vị tráng sĩ đã tuyên cứu. Đa tạ các vị. Đa tạ các vị. Hình Thiên. Hình Thiên, mau qua đây. Hình Thiên. Hình Thiên. Hình Thiên. Hình Thiên. Hậu Nghệ huynh đệ.
Thần Nông, Thần Nông tiên sinh, mau theo tôi. Hình Thiên tướng quân không xong rồi. Hình Thiên, đi mau, đi. Hình Thiên, Hình Thiên, Hình Thiên, Diệp Đế, huynh trưởng nhiều vị anh hào tới đây, làm sao có thể thiếu tôi được? Có huynh, có huynh là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ, anh hào thiên hạ, sao có thể thiếu phần của huynh được chứ? Tôi nhất định phải đến, bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ tuân theo mệnh lệnh của ngài. Hắn ta rất lợi hại, tôi không phải đối thủ của hắn. Mọi người đều không phải. Sau này tuyệt đối đừng tìm đến gần hắn nữa. Diêm Đế, người mãi mãi là thủ lĩnh tốt của tôi. Hình Thiên, Hình Thiên, Hình Thiên vũ can quyền, mãnh chí cố thường tại. Đây là câu thơ trong Đồng Sơ Khải Kinh của đại tiên nhân Đồng Tấn Đàm Quy Nông. Thơ này muốn ca ngợi chính là tinh thần bất khuất của Hình Thiên. Hình Thiên là nhân vật truyền thuyết trong thần thoại. Dựa vào những ghi chép của Sơ Khải Kinh Hải Ngoại Tây Kinh, Hình Thiên và Thiên Đế tranh thần. Thiên Đế đã lấy thủ cấp ông ta đem chôn dưới núi Thuần Chiêu. Sau khi Hình Thiên bị Thiên Đế đánh bại nhưng vẫn không khuất phục, đã lấy lồng ngực mình làm mắt, lấy lỗ trốn làm miệng, tay cầm lấy cây rìu và tấm gương tiếp tục chiến đấu. Vì vậy mấy ngàn năm nay Hình Thiên được người đời tôn thành chiến thần. Hơn nữa Hình Thiên còn từ một nhân vật trong truyền thuyết trở thành một đại hình tượng về tinh thần, đó chính là ngoan cường, bất khuất, vĩnh bất ngôn bại. Thuộc hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ chịu chủ nhân trừng phạt. Đứng dậy đi. Lần này không trách ngươi được.
Tuy rằng lần này chúng ta không thành công, nhưng mà nguyên khí của bọn chúng cũng đã suy giảm rồi. Xem ra thật sự đã đến lúc chúng ta phải đối phó với chúng rồi. Chủ nhân còn sự an bài nào khác không? Muốn cho thiên hạ nóng thêm một chút, hình như một mặt trời không đủ nóng. Vậy chủ nhân có kế hoạch gì? Không lâu sau các người sẽ biết thôi. Chủ nhân, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết thân phận của người và kế hoạch của người. Đúng rồi chủ nhân, chúng tôi chỉ muốn giúp người làm việc thôi. Ta đã nói, đừng đặt câu hỏi với ta mà. Hồng cô nương, cô phải trông coi Long Thái Tử thật kỹ. Không trông kỹ hay là tự ý lén lút giết hắn thì chắc cô biết hậu quả như thế nào rồi đó. Thuộc hạ không dám. Vậy là ông à? Có món ăn ngon quá. Có món ngon à? Đi theo tôi. Theo tôi. Đi mau. Đi hết nửa ngày rồi. Món ăn ngon đó ở đâu vậy chứ? Bà đừng có nôn nóng mà. Ở phía trước thôi. Đã đi lâu vậy rồi, món ăn đó ở đâu kia chứ? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Là ông à? Ông dám chọc tôi sao? Muốn bị đánh à? Tao bà, vì tao muốn một mình nói chuyện với bà thôi. Nói cái gì? Câu nói này tôi đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi. Tôi sợ nếu bây giờ không nói sẽ không còn dám nói nữa. Táo bà, tôi thích bà. Ôi trời ơi, những câu nói như vậy mà ông cũng có thể nói ra hay sao? Tôi vẫn muốn ở bên cạnh có hai người mà, cũng là vì bà thôi. Ông nhìn mình đi, tôi nhìn tôi mà xem. Chúng ta đến cái tuổi này rồi mà còn nói những chuyện này sao? Táo bà, cho dù bà trở nên như thế nào đi nữa thì trong lòng tôi bà vẫn luôn là trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất. Chỉ cần nhìn thấy bà là tôi thấy rất vui. Tôi rất muốn vì bà mà làm chút chuyện. Những lời nói của bà còn hữu dụng hơn cả thánh chỉ của Ngọc Hoàng Đại Đế nữa. Có mấy lần thỉnh thoảng bà chỉ nhìn tôi có một lát thôi, tôi đã ba ngày ba đêm cũng không ngủ được. Tôi còn cho rằng mình đang nằm mơ cơ đấy. Thổ địa, ông tốt với tôi, tôi biết chứ. Nhưng mà tôi cũng giống như ông vậy. Trong lòng tôi đã có một người khác rồi, không thể nào chấp nhận thêm ai nữa đâu. Bà đang nói tới Táo Dương sao? Nếu đem đi so với ông thì ông đối xử với tôi tốt hơn Táo Dương rất nhiều. Nhưng mà tôi không biết vì nguyên do nào tôi không thể rời xa ông ấy được. Tôi chỉ muốn luôn ở cạnh ông ấy. Cho dù từ trước tới giờ ông ấy chưa từng cười với tôi một lời. Cho dù vì tôi dành đồ ăn với ông ấy mà chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau. Thổ địa, tôi thật sự rất tiếc. Táo bà, bà đừng nói thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi đã đem hết những lời trong lòng nói cho bà nghe. Tôi cũng thấy dễ chịu rồi. Tôi cũng hạ quyết tâm rồi. Thổ địa, không lẽ ông còn... Táo bà, tôi sẽ không làm khó bà nữa đâu. Tôi biết bản thân mình sẽ làm gì mà. Thổ địa, ông đúng là một người tốt. Những bình rượu đã ủ xong rồi, nhất định phải bảo quản cho thật kỹ. Ta phải mang đi tặng cho hoàng đế. Mọi người khẩn trương lên. Các người cùng ta đi vác lương thực nào. Mau lên.
Tửu lượng của Táo Dương tốt lắm. Hai bình này đủ sao? Đỗ Khang này là ông tổ của nghề rượu. Tôi đã nghiên cứu kỹ càng lắm rồi. Ông ta vừa mới uống được một loại rượu cực mạnh, là loại mỹ tửu ngon nhất, thơm nhất, dễ say nhất trong nhân gian. Người đã uống loại rượu này rồi, chắc chắn sẽ nói hết những điều trong lòng ra đấy. Thật sao? Lợi hại tới như vậy à? Bà cứ làm theo cách mà tôi đã nói là được rồi. Làm cái trò gì vậy? Vào nhà người ta cũng không gọi cửa trước nữa. Tôi mới đi ngang qua nhà cô thổ địa, vừa thấy ông ấy lấy một bình rượu ngon lén lút uống một mình. Cái gì? Ông ấy dám à? Tôi đã mắng ông ấy một trận rồi, cho nên đã đem mấy bình rượu ngon qua đây rồi này. Lúc nãy tôi thấy vẻ mặt không nở của thổ địa, vậy là tôi đoán chắc đây là loại rượu ngon nhất đây. Để tôi uống thử xem. Rượu ngon quá. Đúng là rượu ngon. Tứ huynh ngọc diệp của cung đình cũng không sảng khoái bằng loại rượu này. Mau rót thêm chút nữa. Rót thêm chút nữa. Tôi cũng muốn uống, uống chung với ông. Sảng khoái, sảng khoái. Uống nữa phải không? Lão Thái Bà, đúng là hảo tửu. Ở nhân gian này tôi chưa bao giờ được uống loại rượu ngon như vậy. Rất sảng khoái. Đúng đó, đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Nhưng mà tôi vẫn thấy ông còn một chuyện sảng khoái hơn uống loại rượu này. Bà biết được chuyện gì của tôi à? Ông đó, điều sảng khoái nhất của ông là tìm cách cố tình chọc giận tôi. Ông đừng cười nữa. Con cười được sao? Ông có thừa nhận những chuyện tôi vừa nói không? Thừa nhận, thừa nhận. Lão Thái Bà, tôi cũng có một chút. Ông nói thử xem, tôi có lỗi gì với ông chứ? Xong cố tìm cách mà chọc giận tôi. Bà không hiểu gì cả. Đây gọi là kế lui binh. Lui binh cái gì? Bà suốt ngày cứ đi lại bên cạnh tôi, cứ bám theo tôi, làm sao mà tôi chịu đựng nổi chứ? Có đúng vậy không? Ông chán ghét tôi đến vậy sao? Không phải chán ghét. Bà không hiểu. Không hiểu rồi. Đúng là tôi không hiểu. Ông có hiểu không chứ? Rốt cuộc ông có hiểu tôi đối xử tốt như thế nào đối với ông không? Đương nhiên là hiểu rồi. Bà tốt với tôi, tôi không tốt với bà. Đúng không? Ông có còn lương tâm không vậy? Ai nói tôi không có lương tâm? Ai nói? Ai nói tôi không có lương tâm? Tôi ức hiếp bà thì được, thử là người khác xem. Tôi mặc kệ hắn là Long Thái Tử hay Đông Hải Long Dương gì,
Xem ai dám ức hiếp bà, tôi là người đầu tiên xông lên liều mạng với hắn. Ta liều mạng với ngươi, ngươi có tin hay không? Ông hãy thôi đi. Nếu tôi mà bị người khác ức hiếp thì ông đứng bên cạnh vỗ tay còn không kịp đó. Nói bậy, bà là người của tôi, ức hiếp bà tức là ức hiếp tôi. Không đúng, ức hiếp tôi cũng không thể ức hiếp bà, vậy mới đúng. Tôi là người của ông bao giờ? Tôi là Táo Dương, bà là Táo Bà. Ông trời đã định sẵn chúng ta là một cặp rồi. Vì sao ngày nào ông cũng dùng cái vẻ mặt khó chịu đó nhìn tôi vậy? Cái miệng của tôi ăn thì nhanh nhạy, chứ ăn nói thì không đâu. Tôi ở bên cạnh bà mà suốt ngày cứ cãi nhau với bà, thì tôi đành phải làm bà tránh xa tôi một chút, có tốt hơn không? Ông không sợ cái suy nghĩ ngây thơ đó của ông sẽ làm tôi chạy mất à? Sẽ không còn ai để mà dành đồ ăn với ông nữa. Không đúng, nếu như bà bỏ đi thì tôi có ăn gì cũng không thấy ngon nữa. Đừng có đi, Táo Bà. Bộ dạng trước đây của tôi đều là giả vờ thôi mà. Thật ra trong lòng tôi cũng rất thích bà. Đừng có đi. Ông uống say rồi, nói năng lung tung. Ai uống say chứ? Những điều tôi nói đều là thật, ai dám nhìn với tôi? Thổ địa sao? Tôi nói cho bà biết, tôi đấm một cái là ông ấy lúng thẳng xuống mặt đất. Đấm thêm cái nữa, ông ta lùn thêm một tấc. Đấm cái thứ ba thì ông ấy đấm cái thứ tư. Tỉnh dậy, đừng có ngủ nữa. Sao bà lại ngủ trong nhà tôi? Hai người chúng ta còn phân biệt nhà ông nhà tôi nữa sao? Im miệng đi. Bà là bà, tôi là tôi. Làm gì có chuyện nhà bà nhà tôi? Nam nữ thụ thụ bất thân, bà có biết không? Sao hôm qua ông còn nói tôi là người của ông? Tôi nói nhân lời như vậy lúc nào chứ? Chính miệng ông nói mà. Ông còn nói nếu tôi bị người khác ức hiếp, ông là người đầu tiên liều mạng với hắn. Vừa nghe tôi biết bà bịa ra rồi. Nếu bà bị người khác ức hiếp thì tôi đứng một bên vỗ tay còn không kịp nữa. Con người ông sao trở mặt nhanh vậy? Là do bà giở trò lừa gạt tôi trước mà. Hôm qua ông đã nói những gì? Tôi đã nói gì à? Tôi chẳng nói gì cả. Tôi biết bà đang bày trò gì rồi. Hôm qua bà cố tình đem rượu tới chuốc cho tôi uống, quả ra chẳng tốt lành gì cả. Ông đi chết đi. Còn dám mắng người sao? Bà có tin tôi dám đánh bà không? Thổ địa. Còn đi tìm người giúp sức sao? Ta sẽ đánh một lần hai người luôn đó, có tin không? Thổ địa. Ông xem cái lão đầu này, vừa tỉnh rượu thì lập tức không thừa nhận nữa rồi. Thừa nhận cái gì? Hai người đã thông đồng với nhau cả rồi đúng không? Lấy rượu chú cho tôi say, tôi không nói sao bảo tôi thừa nhận? Tôi sẽ đánh một lần hai người luôn. Rõ ràng ông nói vậy mà không chịu thừa nhận. Tôi là Táo Dương, tôi không có gì mà không dám thừa nhận. Đừng cãi nhau nữa có được không? Không được, hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay phải nói cho rõ ràng. Còn gì để nói nữa? Hai người đừng có cãi nhau nữa mà. Đừng có cãi nhau nữa. Thần Nông, huynh trả lại chính sự cho vị ca thật sao? Tất nhiên rồi, tôi sẽ giữ lời hứa mà. Thật sự huynh không quan tâm đến quyền lực một chút nào à? Cô nói xem. Ông thần đã bị đánh bại rồi, sao vẫn còn nóng như vậy chứ? Đúng đó, nóng lắm, hơn nữa còn nóng hơn lúc trước rất nhiều. Hay là chúng ta trở về đi, thật sự ta đi không nổi nữa rồi. Vậy đi, Hoa tỷ, nóng quá rồi. Các muội nói gì vậy? Vừa mới ra ngoài đã đòi về rồi. À Hoa, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tìm hiểu rõ sự việc này.
Thôi được rồi, chúng ta về phụ Đỗ Khang trước đi. Chính bà đó, tại sao bắt tôi thừa nhận? Thôi đừng có cãi nhau nữa mà. Nhìn xem. Tôi sắp ngất rồi. Nóng quá sắp chịu hết nổi rồi. Mọi người nhìn xem. Chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Nóng quá đi mất. Nhìn xem có tới 10 mặt trời kìa. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, muốn nóng chết người ta hay sao chứ? Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ? Sao lại nóng như thế này? Ngọc Đế, đại sự không xong rồi. Không cần hốt hoảng, nói xem sẽ ra chuyện gì. Trên trời đã xuất hiện 10 mặt trời. Cái gì? Mọi người xem, có tới 10 ông mặt trời lẫn đó. Chuyện gì vậy chứ? Sao có nhiều mặt trời tới như vậy? Trời mắt quá đi. Ông trời điên rồi. Sao lại có tới 10 mặt trời thế này? Muốn thiêu sống người ta chắc. Ngọc Đế, ông muốn làm gì? Còn bằng lệnh thì ông xuống đây cho ta. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng nhân gian sẽ không chịu nổi nữa đâu. Ngọc Đế à, thần thế cứ như vậy thì thiên hạ sẽ đại loạn mất. Đúng đó. Vị Lan Thần, Ngọc Đế, cậu hãy nhanh chóng đi bắn rớt chính mặt trời kia đi. Tuân chỉ. Khởi bẩm Ngọc Đế, mặt tướng pháp lực có hạn, không thể bắn rơi mặt trời. Thế nào, ngay cả ngươi cũng hết cách rồi à? Ngọc Đế, lão thần cho rằng nếu muốn bắn rơi chính mặt trời kia thì những cung tên bình thường không thể nào làm được. Chúng ta cần phải chế tạo một bộ cung tên mới để bắn rơi mặt trời. Nói rất có lý, nhưng nguyên liệu để làm cung tên này phải đi đâu để tìm đấy? Sau khi bạn cổ đại thần khai thiên lập địa đã để lại ba thứ đồ vật, hạt giống thì đang ở chỗ của hoa thần tiên tử, hai vật còn lại chính là khai thiên phủ và tản huyền thiết vô danh. Bây giờ muốn làm ra được bộ cung tên xạ nhật thì e rằng chỉ có thể dùng tản huyền thiết kia thôi. Hiện nay thiên nhân hạ giới đang gặp tai họa, cầu xin bạn cổ đại thần ban cho chúng tôi quyền thiết để giải trừ hiểm họa, giúp cho dân vĩnh hưởng an lành.
Lão quân, lệnh cho ông làm gấp bộ cung tên xạ nhật. Lão thần tuân chỉ. Ông muốn diệt người phạm chúng tôi thì tôi sẽ khiến ông không được yên ổn. Nhân gian làm sao vậy? Sao bên dưới lại ồn như vậy? Người phàm đang hô những gì? Lão thần cũng không rõ. Chẳng phải đang chịu nóng sao? Nóng như vậy mà còn đủ sức hô hào. Ông cùng Thiên Lý Nhãn và Thuần Phong Nhĩ đi xem thử đi. Tuân chỉ. Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nhĩ, đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Là hoàng đế đang dẫn dắt bộ người phàm thị uy với thiên đình chúng ta. Thị uy với thiên đình? Thị uy cái gì? Tôi nghe hình như là họ đang... Đừng có ốp mở nữa, nếu mau đi. Hình như đang mắng Ngọc Đế. Mắng Ngọc Đế à? Mắng cái gì chứ? Bọn họ hiểu lầm là mười mặt trời trên kia là do Ngọc Đế tạo ra để hủy diệt nhân gian. Quá ra là vậy. Hồ đồ. Hồ đồ. Thật quá hồ đồ mà. Ngọc Đế bớt giận. Ông nói gì đệ của ta nghĩ như vậy thật sao? Sao hắn lại nghĩ là ta muốn hủy diệt nhân gian chứ? Ta có hung tàn như vậy không? Ngọc Đế có thể tạo ra một lúc mười mặt trời thì tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy cũng có trách hoàng đế, cho rằng đó là do Điện Hạ đã làm ra. Đúng đó. Ta cũng chưa chắc có đủ pháp lực để làm ra chuyện này. Nhưng mà rốt cuộc là hành vi của kẻ nào chứ? Điện Hạ, trong trời đất này luận pháp thuật Điện Hạ cao nhất thành, Thái Thượng Lão Quân thứ nhị, còn những chư thần khác thì không thể đủ sức. Lão thần cho rằng người có pháp lực lớn như vậy không phải là người của thiên đình. Người phàm thì càng không thể được. Chẳng lẽ là mẫu thân của ta? Nữ hoa nương nương đích thực có pháp lực. Nhưng mà nữ hoa nương nương chu du thiên hạ đã lâu không có hiện thân. Hơn nữa, hoàng đế cũng là con trai của nữ hoa nương nương. Sao nương nương lại có thể hạ độc thủ đối với con trai của mình được chứ? Đúng vậy, chúng ta đều là con trai của mẫu hậu mà. Chẳng lẽ Điện Hạ, chẳng lẽ người nghĩ ra được chuyện gì sao? Thôi, đừng có nghĩ đến chuyện này nữa. Vẫn là đợi Thái Thượng Lão Quân luyện xong xa nhật thần cung trước đã. Tôi nước.
Không, cô nương, tôi cầu xin cô, hãy giết tôi đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Giết tôi đi.